À, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức thực hiện một cái bài tập mà về vẽ kỹ thuật như sau. Chúng ta sẽ có một cái hình đề bài, hình đề bài như sau. Và một số bạn gặp rất là nhiều khó khăn khi chúng ta thực hiện một cái bài tập như thế này. Và đây là một cái chi tiết cam. Chúng ta thấy rằng là các chi tiết cam này nó có rất là nhiều đường tròn mà chúng ta không xác định được tâm. Ví dụ là EG66 nè, EG58 nè, EG124 nè, EG4 nè và EG132. Thì đây là các đường tròn chúng ta không xác định được tâm. Và một số bạn thì gặp rất là nhiều khó khăn trong quá trình mà vẽ thực hiện bài vẽ này khi mà chúng ta không hiểu được cái nội dung của bài tập. Đó, thì chính vì vậy bữa nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức từng bước một để chúng ta làm. Và các bạn lưu ý cho mình một điều là hiện giờ mình đang thực hiện vẽ trên phần mềm AutoCAD. Đó, nó sẽ hơi khác một chút so với bản vẽ giấy. Và mình sẽ làm từng bước một theo cái quy trình mà các bạn vẽ giấy. À, chúng ta mặc dù là phần mềm thì chúng ta cứ bấm vô thì nó sẽ ra những cái kích thước như thế này luôn và chúng ta không cần phải thực hiện gì cả. Nhưng mà do chúng ta sẽ thực hiện bài tập vẽ kỹ thuật nên chúng ta sẽ làm từng bước một giống như chúng ta đang làm một bài tập vẽ giấy. Chúng ta lưu ý vấn đề này nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm bài tập. Rồi, để làm một cái bài như thế này thì chúng ta bắt đầu phân tích cái hình nha. Các bạn lưu ý rằng khi mà chúng ta làm một bài tập vẽ kỹ thuật thì đầu tiên chúng ta phải phân tích được cái hình. À, thời gian thì chúng ta chỉ tốn vài phút nhưng mà chúng ta sẽ làm cho chúng ta có cái định hướng tốt hơn khi thực hiện bài tập. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta ở trong bài tập này chúng ta sẽ có hai cái tâm. Đây, chúng ta có một tâm và chúng ta có một cái tâm khác ở bên đây. Và ở hai tâm này chúng ta có thể thực hiện sử dụng Comba để vẽ một số đường tròn sau. Đầu tiên đó là EG22, xin lỗi là Φ22. Một đường tròn khác có EG là 25 là đường này nha. Đường này. Một cái EG khác có phi là 18. Một EG khác có xin lỗi là có một đường tròn khác có EG là 18 và một đường tròn khác có EG là 10. Đó thì chúng ta sẽ thực hiện vẽ những cái mà chúng ta xác định được. Và về nguyên tắc khi mà vẽ một cái đường tròn thì chúng ta chỉ cần hai thứ, hai thông số cực kỳ quan trọng. Đó chính là tâm của cái đường tròn đó và bán kính hoặc là đường kính của cái đường tròn. Ở đây chúng ta thấy rằng là khoảng cách giữa hai tâm là 72 và chúng ta cứ dựng hai tâm lên trước thì chúng ta có thể thực hiện được. Ở đây mình đã dựng sẵn một cái hai cái tâm khung hình mà chúng ta sẽ thực hiện làm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn, chúng ta các bạn sử dụng Comba ha, vẽ một cái đường tròn ngay tâm này. Chúng ta có hai đường tròn, đó là EG22, xin lỗi là Φ22, thì EG nó là 11. Nha, chúng ta đo Comba đúng 11 và chúng ta vẽ một đường tròn. Tiếp tục, chúng ta sẽ vẽ một đường tròn có bán kính là EG25, đó ngay tâm này luôn và chúng ta vẽ một đường tròn có bán kính là EG25. Bên tâm bên đây chúng ta sẽ có hai đường tròn đó là EG18 và EG10. Đó, thì chúng ta sẽ vẽ lần lượt sử dụng Comba ha, các bạn đo đúng số 18. Chúng ta vẽ một đường tròn. Và đo đúng số 10 nha, chúng ta sẽ vẽ một đường tròn. Thì thao tác này rất là đơn giản, các bạn sử dụng Comba các bạn vẽ trên giấy của mình. Và các bạn lưu ý rằng là khi các bạn đo là chúng ta phải đo cho chính xác và cái compa chúng ta có một con ốc phía trên thì chúng ta phải xiết con ốc đó lại một tí nha thì con compa cái compa của chúng ta nó mới cứng được còn không thôi là các bạn sẽ rất là dễ lỗi trong quá trình vẽ và các bạn sẽ ấn nhẹ vào cái tâm của đường tròn nha để chúng ta có thể thực hiện và các bạn thấy rằng trong hình của mình này tâm của đường tròn là một dấu chấm thấy chưa. Đó, các bạn lưu ý nha, tâm của đường tròn của mình vẽ là một dấu chấm thì đây thì mới đúng các cái quy định của bản vẽ kỹ thuật. Đó, các bạn vẽ đây dấu chấm hoặc là dấu cộng thì chúng ta có thể mới thể xác định tâm được của nó được, còn không thì chúng ta sẽ vẽ sai nha, các bạn lưu ý vấn đề đó. Bạn lưu ý vấn đề đó. Đó.
Thì ví dụ chẳng hạn như bây giờ tâm các bạn vẽ như thế này là nó sẽ sai đây. Các bạn như thế này là các bạn vẽ sai, lưu ý nha, như thế này là vẽ sai. Đó, tâm của đường tròn nó phải là một cái dấu chấm hoặc là một cái dấu cộng thì chúng ta mới có thể thực hiện đúng được. Khoảng cách giữa hai thằng này là 72 theo đúng đề bài. Đó, thì bây giờ chúng ta coi lại cái đề nha. Thì bây giờ chúng ta có một cái EG66 ở đây. Chúng ta thấy EG66 và EG58 là hai đường song song nhau. Hai đường song song nhau nghĩa là hai thằng này nó sẽ cùng một tâm. Ở đây EG66 nó sẽ tiếp tuyến với EG18 và EG25. Tiếp tuyến với EG18 và EG25. Được chưa? Thì chúng ta sẽ thực hiện, chúng ta có một cái bán kính và xác định được hai đường tròn tiếp tuyến với nó, thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện bản vẽ như sau. Đầu tiên, ngay tâm của đường tròn 18 nha, chúng ta sẽ vẽ một cái bán kính, một đường tròn có bán kính là 66 ha. Chúng ta lấy 66 trừ cho 18, nó thì nó ra là 48 nha. 48, như vậy chúng ta sẽ vẽ một đường tròn có bán kính là 48 nha, một đường tròn tạm, một đường tròn tạm đó, bán kính là 48. Được chưa? Chúng ta vẽ cái vành này mình làm màu đỏ, nghĩa là chúng ta chỉ vẽ nhạt thôi, chúng ta không cần phải vẽ nguyên cái đường tròn thế này đâu nha. Tiếp tục, chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn khác có bán kính ngay tâm của EG25. Chúng ta sẽ lấy là gì? 66 trừ 25 thì ra là 41. Chúng ta sẽ vẽ một đường tròn có bán kính là 41 ngay tâm của EG25. Ngay tâm của EG25 đó, bán kính 41. Và chúng ta thấy rằng hai đường tròn này đó, nó sẽ cắt nhau tại hai điểm. Hai đường tròn này sẽ cắt nhau tại hai điểm nha. Thì EG66 của chúng ta sẽ là bao phía trên, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn tâm dưới. Tại tâm đó chúng ta sẽ vẽ một đường tròn. Tại tâm đó chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn có bán kính là 66. Đây, đường tròn bán kính là 66. Chúng ta có tiếp tiến không ạ? Và nó tiếp tiến như theo cái yêu cầu mà chúng ta thực hiện. Thấy chưa? Các bạn thấy rằng là cái cách thức vẽ cái đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp thì nó rất là đơn giản. Đó, thì chúng ta chẳng hạn ở đây chúng ta là EG18 thì chúng ta cứ lấy cái vòng tròn ngoại tiếp, cái bán kính mà cái vòng tròn nội tiếp của nó đó là 66, chúng ta trừ đi thì chúng ta sẽ vẽ ra được một cái đường tròn màu đỏ đây. Và ngay 25 này chúng ta cũng tương tự vậy, chúng ta sẽ thực hiện là sao? Ngay tâm của EG25 nha, chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn có bán kính là lấy 66 trừ 25 thì ra 41. Hai thằng này sẽ giao nhau, thấy chưa? Hai này sẽ giao nhau ngay điểm này. Và từ cái tâm vị trí giao nhau này thì chúng ta sẽ sao, vẽ một đường tròn có bán kính là 66, thì như thế chúng ta sẽ có đạt được cái kết quả theo yêu cầu nha. Sau khi chúng ta vẽ xong rồi đó, thì chúng ta sẽ bôi nó đi nha. Và chúng ta thấy rằng là ở đây theo đề bài thì EG58 nó cũng giao nhau, tức là nó song song với EG66, thấy không? Chúng ta thấy điều này nhá. Đó, thì chúng ta ngay tâm của cái mà chúng ta mới vẽ, chúng ta sẽ sao? Vẽ một đường tròn có bán kính là nhiêu? Là 58. Đó, chúng ta thấy nó tiếp tiến ngay chằng cái mà chúng ta thực hiện luôn, thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa các cái đường mà chúng ta không cần thiết đi. Xóa các đường mà chúng ta không cần thiết đi. Rồi, chúng ta sử dụng gom để bôi ha. Nó sử dụng gom để bôi bôi đi nha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng lệnh cắt. Còn các bạn thì sẽ sử dụng gom để bôi đi các cái chi tiết thừa. Bôi đi các chi tiết thừa. Bôi đi các chi tiết thừa. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta đã vẽ được cái nhánh trên của cái hình.
Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Chúng ta đã vẽ được cái nhánh trên của cái hình. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp tục một cái là EG24, 124 và EG132. Chúng ta thấy rằng là EG30, 132 sẽ tiếp tiến với EG18 và tiếp tiến với EG là gì? 25. Thấy chưa? Chúng ta có hai đường tròn tiếp tiến và đã được xác định trước. Như vậy thì thằng này chúng ta cứ xác định đây là nội tiếp. Chúng ta thấy rằng hai thằng này nó cong nè, nó ôm hai cái đường tròn mà chúng ta nè, thấy không? Thì nó được gọi là nội tiếp. Nếu mà ngược lại thì được gọi là ngoại tiếp. Được chưa? Thằng này được gọi là nội tiếp. Ví dụ cho hàng EG4 và EG25 này thì EG4 và EG25 đang ngoài ngoại tiếp, nó cong hai hướng khác nhau. Nhưng mà EG132 và EG18 và EG132 và EG25 thì thằng này nó đang là nội tiếp. Thì nội tiếp thì chúng ta áp dụng công thức cũ là lấy 132 trừ 18 và 132 trừ 25 và chúng ta cứ vẽ một cái đường tròn theo cầu. Thì chưa? Bây giờ tại tâm EG18 đây, chúng ta sẽ vẽ một đường tròn có bán kính là 132 trừ cho 18 là 114 nha. Chúng ta sẽ vẽ một đường tròn có bán kính là 114. Được chưa? Rồi, ngay tâm nha. Rồi lấy comma đo 114 và vẽ ra. Wow, rất là to ha, nó rất là to. Đây. Nó đang rất là to. Được chưa? Tiếp tục. Ngay cái tâm của EG25, tâm EG25 thì lấy là 134 trừ 25 thì ra 109. Rồi chúng ta cũng sẽ vẽ một đường tròn tạm có bán kính là 109. Được chưa? Một đường tròn tạm có bán kính là 109 theo yêu cầu. Tại vì đây là nội tiếp. Rồi, ngay tâm là ngay vị trí giao nhau, chúng ta sẽ vẽ một đường tròn có bán kính là 132 theo cầu. Được chưa? Lấy comba đo giá trị 132 đi. Đặt comba ngay giao nhau, thấy chưa? Rồi, bấm vô 132, chúng ta vẽ, chúng ta đo 132, chúng ta vẽ ngay tâm này. Chưa? Xin lỗi là 134, mình nhầm nha. 132 và đường tròn này mình lại vẽ sai nha, là 132. Chúng ta thấy hồi nãy là nó hở ra nè, là do chúng ta tính toán sai. Thấy chưa? Nó bị cắt như thế này, nghĩa là chúng ta phải kiểm tra lại tính toán. Nha. Rồi, như vậy là nó sai, chúng ta bôi nó đi. Nghĩa là chúng ta là 132 trừ cho 25 là 107. Nha, chúng ta lưu ý nha, chỉ cần chúng ta tính toán sai ngay trong vị trí này thì chúng ta sẽ có điểm giao nhau. Hoặc là khi chúng ta phát hiện ra rằng đó là điểm giao nhau nó không đúng á, thì có nghĩa là chúng ta đang thực hiện vẽ sai. Được chưa? Rồi, ngay tâm này. Đặt cái comba đo 107. Rồi chúng ta sao? Vẽ comba, chúng ta sẽ có một cái tâm. Và chúng ta sẽ ngay chân cái vị trí giao nhau, ngay chân vị trí giao nhau này chúng ta sẽ vẽ một đường tròn có bán kính là 132 theo đề bài. Và chúng ta thấy rằng là sao? Đây, nó sẽ tiếp tuyến. Thấy chưa? Nó sẽ tiếp tuyến với đường tròn EG18 và EG là 25. Tiếp tục. Chúng ta thấy rằng là EG124 nó song song với EG132. Đó thì theo đề bài chúng ta cứ là lấy tâm của EG132, chúng ta vẽ một cái bán kính EG124 thì nó sẽ ra, nó sẽ tiếp tiến vô cái vị trí này. Nha, ngay tâm này. 1 2 4. Đây, nó sẽ tiếp tiến. Đó, thấy giờ chúng ta thấy giờ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xóa các hình tạm đi. Chúng ta lưu ý rằng là các nét tạm của chúng ta, tại vì mình vẽ là trên cái phần mềm vẽ nên các bạn thấy rằng là mình vẽ nguyên cái vòng tròn, nhưng các bạn chỉ cần là sao, nhắm cái khoảng, chúng ta cứ đặt comma ngay tâm này, chúng ta sẽ quẹt ở đây một đường ngắn như thế này thôi nha. Và bên đây cũng tương tự vậy, chúng ta sẽ quẹt cái đường ngắn này thôi, miễn chúng ta xác định được cái tâm này
hoặc các cái vùng khác ở xung quanh ấy là các nó không cần thiết nên các bạn không cần phải vẽ để sau này chúng ta đỡ phải bôi ha. Rồi giờ chúng ta sẽ xóa các cái đường phụ đi. Và tương tự cả các cái đường này này là các bạn chỉ cần đặt ngay chân cái vị trí này các bạn kéo qua đây là chúng ta vẽ được, chúng ta không cần nhất thiết phải vẽ nguyên cái đường tròn nhé. Các bạn lưu ý chỗ này, tại mình đang sử dụng một phần mềm nên là nó vẽ nguyên cái đường tròn, nhưng các bạn sử dụng trên giấy thì các bạn cứ là thực hiện là sao, các bạn là đặt cái cơ ban ngay bằng vị trí này, các bạn kéo qua đây một cái nó chạm ở này thôi, chúng ta không cần phải bôi xóa gì cả nha. Nhưng mà lưu ý chỗ này, còn mình hiện giờ là mình đang sử dụng phần mềm thì mình phải vẽ nó ra luôn nguyên cái đường tròn đó, thì như vậy chúng ta mình phải bôi nó nha. Nhưng mà lưu ý chỗ đó, còn các bạn thì các bạn không cần phải bôi, các bạn không cần phải bôi được chưa. Rồi bây giờ chúng ta đã gần như là chúng ta đã ra được cái hình ha, ra được cái hình mà theo yêu cầu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chú ý một số điểm nha, chú ý một số điểm để mình xóa những cái không cần thiết đi một cái. Ta xóa những cái không cần thiết đi. À, thì bình thường các bạn sẽ sử dụng gom để bôi ha, các sử dụng gom để bôi, còn mình sẽ thực hiện dụng là dụng cụ xóa. Rồi sau khi các bạn đã làm thì bây giờ chúng ta coi lại cái hình nha, chúng ta còn một cái vị trí nữa là EG4 ha, EG4 ngay trong vị trí này là chúng ta nãy chúng ta xác định là đây cũng là EG4 ha. Đó thì ở hai vị trí này chúng ta không xác định được tâm của nó, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ dựa vào cái hình và chúng ta thấy rằng ở đây gì, EG 58 này, à nãy chúng ta đã xác định được tâm của nó rồi đúng không, và chúng ta lại có là EG là gì, 25 ngay chân vị trí này đúng chưa. Thì như vậy chúng ta đã có hai đường tròn mà chúng ta đã vẽ, bây giờ chúng ta sẽ vẽ đường tròn EG4 dựa vào công thức. Chúng ta thấy rằng EG4 thì là sao, nội tiếp, thấy chưa, nó nằm bên trong của EG 58 nè, thì được gọi là nội tiếp với EG 58, nhưng mà EG4 là ngoại tiếp với EG 25 đó. Nhưng mà thấy giờ rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện vẽ y chang cái bước hồi nãy nha, y chang các bước hồi nãy. Đầu tiên là ngay tâm của EG 58 nha, ngay tâm của EG 58 chúng ta sẽ vẽ một bán kính 58 do nội tiếp chúng ta trừ 4 thì bằng là 54, được chưa. Ngay tâm đó chúng ta sẽ vẽ đặt cái thước vào đo là nhiêu, 54 ngay tâm của thằng nãy chúng ta mới vẽ ha, chúng ta sẽ vẽ một đường tròn có bán kính là nhiêu, 54, thấy chưa. 25 là ngoại tiếp, như vậy chúng ta phải lấy là 25 cộng 4 thì ra 29. Chúng ta lưu ý nha, đây là ngoại tiếp, chúng ta sẽ cộng 4 cộng vào, còn nội tiếp thì chúng ta trừ, được chưa. Rồi từ EG 25 chúng ta sẽ vẽ một đường tròn có bán kính là 29. Rồi như vậy chúng ta sẽ có giao nhau ở ở đây, chúng ta có một tâm và chúng ta cứ thực hiện vẽ đặt cái comma vào nhá. Ngay chân tâm này đó, chúng ta sẽ vẽ một đường tròn có bán kính là 4. Chúng ta thấy rằng là sao, nó tiếp tiến. Thấy giờ chúng ta thấy rằng là nó tiếp tiến. Đúng chưa? Rồi, tương tự ở đây chúng ta có EG mấy? EG 124. Đúng không? Chúng ta coi hình lại nha, coi đấy là cũng là EG4 tiếp tiến với 25. Và sao? Nội tiếp với 124. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta lấy là 124 trừ đi 4 thì ra 120 nha. Từ tâm của EG này chúng ta sẽ vẽ một đường tròn có bán kính là 120 nha, 120. Bắt đầu đặt comma vào đo 120. Tâm nó đâu rồi? Đây, tâm nó trên đây nha, tâm nó cũng hơi rất là khá xa rồi, 120
chúng ta vẽ một cái đường tròn có bán kính là 150. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng là sao, hai thằng này sẽ giao nhau ngay một điểm, thấy chưa? Rồi chúng ta cứ đặt cây thước vào, chúng ta đo là số 4, đặt cơm ba vào thước, chúng ta đo số 4, chúng ta sao đặt cơm ba vào quay một đường tròn có bán kính là R4. Rồi chúng ta xóa tất cả những cái đường tròn phụ đi, thấy chưa? Chúng ta xóa tất cả đường tròn ngoài đi và chúng ta bôi hai cái vị trí này đi. Rồi các vị trí này đi thì chúng ta sẽ có một cái hình cam theo yêu cầu. Các bạn thấy rằng là chúng ta đang có một cái hình theo yêu cầu. Đó, một cái hình theo yêu cầu. Thấy chưa? Đó. Và sau đó thì các bạn cứ thực hiện các cái bước mà chúng ta sao bổ sung các cái kích thước chi tiết vào. Đó, thì chúng ta có thể là hoàn thành được cái bài vẽ này. Hoàn thành được cái bài vẽ này. Thì để vẽ được cái bài này thì các bạn chú ý cho mình một chuyện, chú ý cho mình một chuyện duy nhất đó, chính là nội tiếp thì chúng ta sẽ trừ và ngoại tiếp thì chúng ta sẽ cộng. Ngay tâm thằng nào đó thì chúng ta xác định coi là tâm đường tròn đó và tâm đường tròn chúng ta muốn vẽ là nội tiếp hay ngoại tiếp. Nếu ngoại tiếp thì là cộng, còn nếu nội tiếp thì là trừ. Đó, và trên đây là các bước mà chúng ta thực hiện để có thể hoàn thành được một bài tập vẽ kỹ thuật. Và một số bạn cũng gặp khá nhiều khó khăn đối với bài này thì chúng ta cũng có thể là nắm bắt được cái thông tin và chúng ta có thể thực hiện được cái nội dung. Và trên đây thì mình đã trình bày cho các bạn cách thức vẽ một cái bài tập một cái trục cam và có các ứng dụng về các phương pháp dựng hình là sử dụng các cái đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp. Thì hy vọng thì các bạn có thể là thực hiện theo và hoàn thành được bài tập này. Đó, xin cảm ơn và xin chào tất cả các bạn đã theo dõi.